Cà phê chỉ ngon lúc nóng, đây là một nhận định rất phổ biến đối với những người yêu cà phê. Tuy nhiên, điều đó có thực sự đúng? Hãy cùng khám phá trong video lần này nhé! Vị giác của con người bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiệt độ. Ở nhiệt độ cao trên 70 độ C thì khả năng cảm nhận vị của bạn sẽ bị giảm đi rất nhiều, đặc biệt là vị chua. Còn ở nhiệt độ thấp thì khả năng cảm nhận vị ngọt của bạn sẽ giảm đi. Hãy thử tưởng tượng nếu như bạn để cây kem ngon lành mà bạn thường ăn tan chảy ra thì bạn sẽ biết là cây kem đó ngọt đến như thế nào. Khi uống cà phê ở nhiệt độ cao, ta thường cảm nhận được chủ yếu là vị đắng. Đến khi cà phê nguội đi, dần dần vị chua sẽ trở nên rõ ràng. Lúc đó ta sẽ cảm nhận được sự cân bằng giữa chua, đắng, ngọt. Vậy nên nếu có một tách cà phê nóng hổi, bạn hãy kiên nhẫn và thưởng thức mùi hương trước khi tách cà phê vẫn còn đang nóng. Sau đó khi cà phê đã nguội xuống dưới 65 độ thì bắt đầu bạn hãy thưởng thức vị của nó nhé. Mình để ý thấy là mọi người thường uống cà phê nóng hoặc là cà phê rất lạnh, chứ không ai uống nguội cả. Tại sao vậy nhỉ? Trong quá trình thử rất nhiều loại cà phê thì mình có chú ý một điều. Có những loại cà phê thì thường uống nóng mới ngon, có những loại cà phê thì chỉ nên uống lạnh, và cũng có những loại cà phê thì sẽ ngon hơn khi nguội đi. Những loại cà phê chất lượng cao thì thường sẽ có hương vị ổn định từ nóng, ấm, nguội. Còn những loại cà phê kém hơn thì thường sẽ ngon hơn khi uống nóng và ấm, đến khi nguội đi thì có thể sẽ kém đi. Đôi khi bạn cảm thấy tách cà phê của bạn bị đắng hơn rất nhiều khi nguội đi thì đó có thể là do chlorogenic acid trong cà phê bị phân tách ra bởi nhiệt độ tạo thành thuyên có vị rất đắng. Việc thêm đá vào cà phê thì đó lại có một tác dụng rất thú vị, đó là hạn chế những thay đổi tiêu cực của cà phê trong quá trình nguội đi, làm lạnh dung dịch, đảm bảo những phân tử mùi sẽ được giữ lại và khiến cho chlorogenic acid không bị biến đổi. Trong giải World Barista Champion 2021 thì Hokkali đã sử dụng viên đá kim loại lạnh để làm lạnh nhanh espresso với mục đích tương tự. Quay trở lại với câu hỏi, cà phê uống nguội thì có ngon không? Uống nguội cũng là một lựa chọn dựa vào trải nghiệm của mỗi người, đặc biệt là khi bạn có những loại cà phê tuyệt phẩm như Geisha chẳng hạn, thì việc uống nguội có thể sẽ là một trải nghiệm rất mới mẻ và thú vị. Vậy nên không thể nhận định là uống cà phê ở nhiệt độ nào thì ngon hơn. Mặc dù nóng và lạnh thường là lựa chọn của mọi người, tuy nhiên nếu bạn có hạt cà phê rất ngon thì uống ở trạng thái nào cũng ngon.